Hôm nay lớp học nghề cá có sự xuất hiện của hai huấn luyện viên, một huấn luyện viên người Việt Nam là chuyên gia lặn biển được thế giới chứng nhận, và đây là một huấn luyện viên người Mỹ. Một ngày bơi 21 cây số. Đó. Phải thẳng cái chân á. Hôm nay thì sẽ làm cái gì Phil? Hôm nay từ giờ tới chiều sẽ có nhiều bạn tới để học bơi lớp học người cá. Nhưng mà hôm nay chị sẽ làm cho Thắng Vương Miện á. Thắng Vương Miện thì nín thở lâu dưới nước 3 lần, được quyền ngóc đầu lên hít thở 2 lần. So long breath underwater, so you could hold your breath and you could put your head up and breathe 3 times. And thứ hai là thẳng tay ra vậy nè, rồi úp mặt xuống bơi, ai bơi sai nhất thắng. Đạp một lần hay là just đạp. Cứ làm bao nhiêu lần cũng được, miễn ai bơi sai nhất thắng. And also free diving á. Like diving, but you put your hand up and like in the mermaid, yeah, with the mermaid tail monofin. With the last time that you put your head up to breathe like that wins. Yeah. And yeah. Yeah. Rồi lần thứ ba là sẽ bơi thả nổi trên mặt nước. Like floating on top of the water. Mm. Pretty easy stuff though. Ai mà lâu nhất là thắng. And who is the longest? Today swimming longest with farthest without putting your head up so much and floating on top. I said I hope I can. I don't think I will. In the next trip I can get some. Because there's a lot more kids. Rồi bây giờ. Anyways, they turn out early and in the middle of our test, then they will still join in. We'll have to do it all over again. Yay! But whoever wins will still be in there, and then the two top ones from the two groups will compete to each other. Đúng rồi. So from two groups they go up to the finals to get the thing. Đúng rồi. Cái này là được thiết kế một cái duy nhất thôi. And they're all unique. There's none of them the same. Okay. Yeah. So you guys are going to put your eyes set on this one. And but if your group makes it to the final against the other group, she's gonna join your group, okay? Because there's not enough people. So we're a team? Yeah, you're like kind of a team. Mm. There's going to be multiple teams. We're gonna divide a few people to compete in one team. So not the winner of this group gets that one. The winner of this group that does the end and carry it gets that. You can choose if you want to wear a mermaid tail or not. The breath, you don't need for it. You stop. Like you breathe out like you can breathe 3 times, right? Yeah. But if you when you do that, it's not tiring too. Mm-hmm. Okay, so that's practicing. You guys are all a team, remember? Và đây phần thưởng sẽ để ở đây nha. Phần thưởng tiêu sẽ để ở đây cho người thắng cuộc. Hít thở 10 lần trước khi bắt đầu vô cuộc thi. Làm giống Tion. Cầm cho Tion làm mẫu cho các bạn xem. You have to lean your head a little bit so water doesn't go. Look at him, do the same thing as him. Is that the contest? That's to get you ready for the contest. Do it 10 times. Còn Tion sẽ quay phim dưới nước Tion để kiểm tra bạn nào vô thi thì vô, bắt đầu vô.
Yeah. You guys will be winner, huh? Okay, who wants to be winner? Everybody. Me. Okay. I'm going to be winner. Everybody wants to be winner. Okay. One, two, three, four, five, go! Các bạn thấy câu lạc bộ người cá vui không? Đến đây không chỉ được học bơi, người cá miễn phí, được thi đua tặng quà, được các huấn luyện viên giỏi nhất đào tạo, là sân chơi quốc tế lành mạnh có 102 mà tôi muốn phát triển rộng lớn khắp thế giới trong tương lai, kể từ hôm nay. Ồ, mấy bạn tay nín thở lâu dữ quá. Có bạn chịu hết nổi lắc chân dãy đạch đạch luôn nè. Vui dễ sợ. Rồi kia. Bạn nào thắng cuộc? Người này. Đây, bạn này tên gì? Veronica. Hả? Veronica. Veronica thắng cuộc ở vòng 1 rồi, tới vòng 2. The first challenge to get to the semifinal to the final. Yeah, he is final one. And you, and the winner will all be fighting for their team. So what, yeah. What team name do you want? Bây giờ tới vòng thi thứ hai, các bạn phải cố gắng. If you win, then you get the head. Yeah. Yeah. So if you're the last one remaining, the two best of the team will come together and fight for it. Đúng rồi. Nghỉ mệt không? Hay là muốn bắt đầu thi tiếp? We'll call you Team Rainbow because your swimsuits are all rainbow colors. Hồi nãy là trước khi thi là tôi sẽ làm mẫu cho mấy bạn coi đúng không? What's the next contest? Okay, so next contest. Free diving. Khi mà ai ngóc đầu lên rồi là sẽ tính điểm. Okay, ai bơi xa nhất sẽ thắng. I'll do example for this one. Thôi tôi quay. Tôi làm example hay hơn chứ. Thì đạp chung nhất với cá đó mà. Okay, so basically right here, this next one is called free diving. So you're going to have to dive in. Whoever does a belly flop is obviously going to be injured. So you're going to dive in, try to go as far as you can, then start kicking. Mermaid kick? With the tail? No tail. But you can't do a dive with the tail. Well, you can, but you have to be really good at it. So you have to kick and stuff, and try, and you can, whoever breathes the longest and best takes breath will be the winner. But how will you find out where somebody is? He'll make example. I'll be over there, actually. Wait. Yeah, okay, wait. Nah. Man, wait. Watch example, guys. Wait, mấy bạn rồi, wait. Okay, example. Em, cái tiêu, cái tiêu. Đây! Oh. Try to do as far as you can without lifting your head up. He actually represents Vietnam in the international champion. Really? Yeah. And also he's a YouTuber. Is your dad? Nope. My dad is not that young. My dad's he's American. He's just like your helper? No, he's business partner. So he like helps you solve them? He didn't breathe yet. Yeah, he didn't breathe yet. I know. He competitions for the breath longest international. Longest breath. Oh, he's gonna. What? Okay, you guys can practice. You have 50 minutes like always to practice. So try to get your diving ready and stuff. Bây giờ là giờ tập tiên, tiêu đơn là 15 phút cho tập đúng không? À. Put your hands up like this and go. Oh, come on. Can you get back here? Oh my god, get back here! Wait, so you have to do mermaid kick. I can't do it! You have to dive in like this. What? You have to dive in like this. Let's go!
xong chưa? Đâu để tôi chỉ cho, hướng dẫn cho các bạn căn bản đi. Các bạn chuẩn bị thi đấu chưa? Yep. Wait, so can you just jump the one thing you want to press against their first win? Yep. Okay. 5, 4, 3, 2. Bạn nào ngóc đầu lên sau cùng sẽ là người thắng cuộc. Ai đây? Chà, các bạn nữ kia. Rồi, 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 rồi. Bạn kia rồi đó. Yeah, sick and bloody. Good, good, good. Rồi, mấy bạn chuẩn bị đi nha. No, you have to compete. You guys will come. Whoever has the most points in the team will go to compete semifinals and get the count for the team. Thả nổi trên mặt nước chỉ có với 5 phút thôi. Bạn nào mà vượt qua vòng này thì tất cả đều thắng cuộc. Ok. Okay, we're not starting yet. Okay, everybody, get into your spaces. Okay. Mấy bạn nằm rộng ra để có không gian cho mình thả nổi. Wait, I don't want this. Cố gắng nha. Bạn nào? Tìm một chỗ đi. Find your own place. Another place that you can expand. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ở vòng thi thứ 3 này là còn có 4 bạn tham gia thôi. Cố gắng thả nổi càng lâu càng tốt trên mặt nước nha các bạn ơi. Các bạn ấy đã thả nổi rồi. Bơi kiểu này rất tốt cho bộ môn synchronized swimming. Đó là bộ môn biểu diễn bơi lội dưới nước. Và đây là thầy của người cá Tion, huấn luyện viên số 1 của Việt Nam, chuyên dạy cho lặn biển, bơi lội và cấp bằng quốc tế của Hiệp hội Body. Ở cái vòng thi thứ 3 này thấy bạn nào thả nổi cũng tốt hết trơn á ta. Chú ý vô hơi thở của mình. Đây là cách để kiểm soát hơi thở và cách để vô một đỉnh cao mới của bơi lội, là sắp tiến hóa thành người cá rồi, chúng ta sẽ dễ thả nổi dữ lắm. Bạn này thả nổi tốt nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, ở vòng 3 ba bạn đều thắng luôn. Where did you get them? We got them at a place where it's so sea life. Không, Rebecca mà nhận cái vương miện này, Rebecca sẽ thành người cá bảo vệ biển. Nói luôn tiếng Anh cho mấy bạn nghe coi. Now that you... Okay, so, can you go on that surface? Now that you, Veronica, have won, you will be listed at the list of mermaids who will protect the ocean and environment. Blah, blah, blah. The icon. Hair, use the hair. Oh, yeah. And then now you may choose who will be crowning. Which one would you buy? This one. Yeah, I'll crown you. Veronica, yay! Rebecca. As Veronica has become a mermaid. Now. So what do we do at semifinals? Semifinals. Now that Veronica has claimed her prize, at semifinals she will battle against the other mermaid teams that will claim her victory and will come up a level to become. So is it like us three that are special?
battling in the semifinals? The other team will have other three. You are battling the best one of that team. So we have 1, 2, 3 people in the semifinals? Yep. And then the other team will have 3 too, right? Yeah. You're going to be battling the best in their group. Mm-hmm. You're battling the second best, and you're battling the last best? Yeah. I'm battling the second best. And you're battling the last best. Well, the third best. Stupid. when do we do semifinals? Semifinals closes at 3 when all where the other teams show up. But you are now Princess Veronica. So close. I might not be able to go. At 3? It's like 2 or 1:30 now, right? Yeah. So it's like 2 more hours. Mm-hmm.